với một câu hình hát hay và nghe tuyệt vời. Thể hình Nguyễn Na lên như sau. Đầu tiên là một cặp loa Mỹ Bãi cao cấp, thơm lức quá nhá, TR-225, phun đôi bát 40, kết hợp với một quả súp 50, cũng như hệ thống máy đẩy cao cấp nhập khẩu mới tinh, một cái đẩy 3 kênh BSLA-2810, một chiếc văng súng cao cấp của nhà bên DB, D700, một chiếc giải mã kèm lưng tiếng, một quản lý nguồn và một bộ micro cao cấp DB550+. Thì với cái hồi này các bác phải chơi được không gian từ 20 cho đến tầm khoảng 50 vuông là đủ về lực đánh, đủ về âm thanh và có thể là chơi được tất cả dòng nhạc như nhạc mạnh, nhạc sàn, trữ tình, chú dương. Thì bên em là bên đã có rất nhiều năm kinh nghiệm phối ghép cũng như là lên đồ, cho nên là khi mà phối ấy, nó sẽ hợp với nhau và khai thác triệt để được tất cả thể âm đó nhá. Một cặp loa TR-25 còn rất mới và đẹp, con này sản xuất tại Mỹ nhá, kích thước cũng khá ổn để anh em kê. Khi chơi ấy, thì đôi này có mùi thơm lức quá nhá, rất thơm luôn. 2340 chép kẹt, sản xuất tại Mỹ. Một quả súp RCF đến từ Italia 350 là anh em đánh những dòng nhạc mạnh rất ok. Và cái một hệ thống máy đẩy mới test là đẹp vào nhá, đẩy 3 kênh này, 2 kênh full, 1 kênh súp, 1 chiếc băng số để khép áp karaoke, nó tránh việc cháy loa cũng như là hát nhẹ bay và dễ dùng. Một chiếc lưng tiếng, cái này là giải mã, một quản lý nguồn và một mic cao cấp vào nhá. Này anh em phải nghe tiếng nhạc của anh Thiết Tích Tranh. Chỉ đầu tư khoảng tầm 50 triệu nhá, loa 20 triệu một đôi, súp 5 triệu, đẩy 9 triệu, vang 6 triệu, lưng tiếng và giải mã 2 triệu, quản lý nguồn 2 triệu và mic 5 triệu, tổng cộng là 50 triệu. Anh em này dùng súp cũng được nhá, không được, không dùng súp thì còn 44 triệu. Mua lẻ cũng được bác nhá. Mọi tiền mua sắm, phối ghép, liên hệ số máy 0936 583 110. Bên em lắp đặt tại nhà với khoảng cách hơn 20 số nhá.